Về già cay đắng, nếu đến tuổi 50 vẫn còn tham những điều này. Thứ nhất, tham những món tiền từ trên trời rơi xuống. Hiện nay, rất nhiều trò lừa đảo được tung ra nhằm lợi dụng lòng tham của con người, khiến họ lu mờ ý chí. Hãy nhớ rằng, những món lợi quá dễ dàng và phi thực tế cuối cùng sẽ khiến bạn phải trả giá đau đớn. Người khôn ngoan sẽ tỉnh táo trước những được mất trong đời. Đừng mong tiền rơi từ trên trời. Mọi thành quả phải có được từ nỗ lực làm việc mới mong bền lâu. Rất nhiều người chỉ vì ham những món hời nhỏ mà chịu thiệt thòi lớn. Nếu như có một người đột nhiên nhặt được tiền tài từ trên trời rơi xuống, thì cũng là lúc mầm tai họa bắt đầu, chứ không phải là phúc tìm đến cửa nhà. Người đến tuổi trung niên vẫn nên làm việc một cách thực tế, chân thực mà làm người. Đừng ham những khoản lợi từ trên trời rơi xuống. Cho dù thực sự nhận được khoản lợi từ trên trời rơi xuống, cũng nên nghĩ đến chuyện từ bỏ và chia sẻ. Vì nếu không, sẽ phải sống trong những chuỗi ngày phóng túng vì không biết quý, biết tiếc hoặc quá hoang mang sợ hãi. Hạnh phúc của đời người cũng vì thế mà bị hủy hoại. Thứ hai, tham những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Đời người làm gì có thuốc chữa bệnh hối hận. Một người ham những mối quan hệ ngoài hôn nhân thì khi mất đi gia đình mới chính là người đáng thương nhất. Nếu sau này không thể tìm được một người phù hợp thì bản thân lúc về già chỉ có một mình cô đơn, sống đến hết cuộc đời trong sự trống vắng, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì mỗi người hãy thật trân trọng và sống có trách nhiệm với người bạn đời của mình. Thực tế, không ít cặp vợ chồng trải qua biết bao nhiêu sóng gió ngăn trở mới có thể đi đến hôn nhân, thế nhưng vì một vài hiểu lầm, cãi vã đã vội rời xa nhau. Cái tôi to lớn vô tình đã đẩy nhiều cặp vợ chồng rời xa nhau, để đến khi bình tâm nhìn lại mới thấy mình đã quá vội vàng. Con người ta gặp nhau vì duyên, cưới nhau vì nợ, nhưng để sống được với nhau là nhờ ở lòng người. Cưới nhau thì dễ, nhưng để đi trọn đời với nhau cần sự bao dung, kiên nhẫn, cần gạt bỏ cái tôi của mình. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng suôn sẻ, sẽ có những khi cơm không lành, canh chẳng ngọt, những khi nhìn nhau chỉ thấy nỗi thất vọng ê chề. Nhưng chúng ta luôn biết điều gì quan trọng để thực sự gìn giữ. Thứ ba, tham hưởng thụ. Cổ nhân có câu miệng ăn núi lở, tức là ám chỉ việc giàu có đến mức mà không biết làm việc, chỉ biết hưởng thụ thì sớm muộn cũng trở thành kẻ trắng tay. Quả thật, kiểu người như thế ngày nay tồn tại rất nhiều. Họ kiêu hãnh tận hưởng khối tài sản khổng lồ mình đang có. Mãi cho đến khi xa cơ lỡ vận, họ mới ân hận nhận ra mình đã sai. Tiếc là dù có ân hận, tài sản cũng không quay về như trước. Cuộc đời không bao giờ biết được ngày mai sẽ ra sao, giàu hôm nay, nghèo ngày mai mấy hồi. Vậy mà không biết tích cóp, tiết kiệm để duy trì tài lộc. Giàu có thì được tôn kính, ngưỡng mộ, nhưng nghèo rồi chắc chắn sẽ bị đả kích, khinh thường. Nếu không muốn rơi vào tình cảnh ấy, sao còn không biết tiết kiệm? Người đến tuổi trung niên, dù có tiền đi chăng nữa, cũng không nên để bản thân biến thành một người ham hưởng thụ. Phải nghĩ rằng cuộc sống trong tương lai vẫn còn dài, việc cần dùng đến tiền còn rất nhiều. Nếu không biết tiết kiệm, thì dù có nhiều tiền thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ tiêu hết. Có tuổi rồi, chẳng ai muốn bản thân còn phải lo nghĩ về kinh tế hay cảm thấy cô đơn vì không có ai yêu thương, gắn bó bên cạnh. Biết từ bỏ lòng tham, sống giản dị, chân thành và trân trọng những người thân, trân trọng gia đình của mình. Chỉ khi ấy, con người mới thực sự có được cuộc sống bình yên và đủ đầy khi về già.